Tạo phim Hoa ngữ có nhiệt toàn mạng cao nhất 2022, dự án của Dương Tử gây bất ngờ. Phim của Dương Tử bất ngờ lọt top các tác phẩm vừa có độ thảo luận, vừa có nhiệt toàn mạng cao nhất năm 2022. Cách đây không lâu, Weibo đã thống kê chỉ số nhiệt độ toàn mạng của 4 bộ phim phá 500.000 lượt vote. Trên Douyin, thời gian tính từ 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến 23 giờ 59 phút, ngày 16 tháng 10 năm 2022, danh sách này bao gồm 1. Trầm Vụn Hương Phai 36,18, 2. Mộng Hoa Lục 27,77, 3. Khai Đoàn 15,58, 4. Thường Lan Quyết 8,93. Gây bất ngờ nhất trong bảng xếp hạng này chắc hẳn phải là bộ phim Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính. Mặc dù được quảng bá như một dự án cổ trang cấp S+, nhưng bộ phim không tránh khỏi việc phải đón nhận những lời chê bai vì kém chất lượng, kịch bản nhàm chán, diễn xuất của dàn diễn viên bất ổn. Tác phẩm cũng gặp bất lợi lớn khi phải đối đầu trực tiếp với nhiều đối thủ nặng ký như Tinh Hàn Sán Lạn, Thường Lan Quyết. Chính vì vậy, việc Trầm Vụn Hương Phai dẫn đầu bảng xếp hạng này được đánh giá là gây bất ngờ. Mộng Hoa Lục và Thường Lan Quyết vẫn khẳng định được sức hút của mình khi chiếm lần lượt vị trí thứ 2 và thứ 4 của bảng xếp hạng. Không thể phủ nhận sự bùng nổ của thể loại phim cổ trang trong năm 2022. Với nội dung hấp dẫn, chất lượng hình ảnh, kỹ xảo mượt mà, diễn xuất ổn định, Mộng Hoa Lục và Thường Lan Quyết đã thành công thu hút sự chú ý của công chúng và được khán giả đặc biệt yêu thích. Là bộ phim hiện đại duy nhất lọt vào bảng xếp hạng, Khai Đoàn được đánh giá cao vì phần nội dung hấp dẫn, mới lạ, không quy tụ đỉnh lưu nhưng Khai Đoàn vẫn xuất sắc lọt vào top những bộ phim thành công nhất trong năm 2022. Bởi dàn diễn viên trẻ trung có lối diễn xuất ấn tượng, có thể thấy trong năm 2022, dòng phim hiện đại đang tỏ ra yếu thế hơn thể loại cổ trang. Tuy nhiên, Khai Đoàn vẫn tỏa sáng và nhiều lần lọt top bộ phim hot nhất.